una vuelta. Eso, dime. Thank you.
Chỉ Kim Ngân mà uống nước đấy đi cô ơi. Mấy bà chưa xuống được nhỉ? Nó đang đi bộ. Làm sớm hôm nay làm 3 tháng. Bọn Văn Thụ làm xong rồi nó lại đi Trung Quốc à? Bây giờ ở trên này là xã Hợp Thành à? Thủ công gì cô? Phổ tang. Họ Dương, ông họ Trương, không phải họ Dương. Họ Trương ấy. Minh Quân ơi. Họ Trương ông còn không? Có. Ông là ông già. Không phải chồng của cô ấy. À có chứ. Con thứ mấy? Thứ ba. Sinh năm bao nhiêu? 65. Còn cô họ gì? Cô họ Nông. Họ Nông con thứ mấy? Con thứ 6. Sinh năm? Con 8. Năm 3 với. Còn con trai? Con trai thứ mấy? Tám chín, 32 tuổi. Còn con dâu này họ họ Nông nhỉ? Mông. Con thứ mấy? Con đầu. Sinh năm cùng nhau tuổi à? 88. Cùng tuổi. À, một người 89 phải không? 893, một người 88 nhỉ? 88, 3 hơn 1 tuổi. Còn có em chú gì không? Không có rồi phải không? Có 2 em chú. Còn có 2 em chú nữa. Em lấy áo về hết không? Hả? Lấy áo mọi người về hết không? Có. Em thứ 2 là 92. Thứ 2 là 9. 1900. 92 là được 29 tuổi. Còn em thứ 3 là 9. Con gái hay con trai? Ba thằng con trai. 97 à? Ừ. Còn 900. 97 được 24 rồi với. Ừ. 6 người. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em Văn Hoàng nhé. Em cũng thế, đọc xuân năm mới chúc em mạnh khỏe nhé. Làm ăn phát tài nhé. Cầu lộc đất lộc, cầu tài đất tài nhé. Uống nước đi cô. Lấy quần áo này lấy vắt lên đi. Được à? Mỗi người 2 cái phải không? Đúng rồi. Cái sạch đeo lấy cái mới này. Phải làm đến 10 giờ đêm mới xong.
thế để mơ gần tâm lại không. Thank you.
Thank you.
con mình mà cha mà mà cần chẳng ý cho là mà cần thì anh ngần gì mẹ ra sinh ngẫu ơ chung và mẹ mu ơ mẹ bà là mẹ mu họ chân gà mẹ bà họ nông sinh mẹ mu họ mông đàng mu ơ bàn này lúc cần mà đã đây đã bang đã đây đủ cuộc bàn đã bang đủ cuộc sổ mắn con mẹ mu chứ khát đang từng bà là khát đang từng tin bàn này lòng mà từ đây mày khát tao mày ân nàng mù ơ chính là gì trên một số nhi bắt này lì mê mù chính lòng thì có cầu kinh ngài nái âu mê bà mà có cầu kinh lâu mù ơ lòng mà âu chứ kịch lòng khen lúc đàn thèn âu ơ âu vắng bác bạc tấn kiếm ngân bạc vàng vàng bạc mê mù thì phù thần kiếm ngân mê ba thì phù à văn con đúc cơn khô thủ mèo lục lan đèo tú lung văn con phân bốc ma bồ càn phân vào đang mình bông văn con bốc trình lọt nâng lãng về đài và trình lọt lòng cài về phòng hàn nay mi lệ mi tàng mi lầu cầu và mi xa lắng cầu bọc ca ô mê trinh kê mà còn ai ô mê bà còn mà theo mù ơ lông mà âu vàng bạc phù thân âu kim ngân phù hồ vàng bạc đúc cơn vi biểu khà ra chứ ca lục lan âu lăng tổ văn âu leo thì đông câu vàng thứ câu ngân câu vàng mà tiếp chân câu ngân mà tiếp số tiếp âu căn cô căn mê ơ căn cô nà tiếp âu tham căn còn căn theo ơ cô ơ căn đông câu vàng thần thần cô ơ lúc ơ lọt lăng thì câu ngân thản sạc thân ơ lọt lăng thì câu vàng tiếp cân lúc ơ thu câu ngân tiếp ơ tiếp âu học minh ơ căn chân tiếp âu học căn thần căn leo bố đây ông ngủ chạy ở bộ ca bố đây ông mà thêm cầu lông phí trên ngang mà thêm cầu lông tăng mà trên e ba thế mù bố đây ơ chính mà ơ mưa chạy lúc cơn cầm bố phật cầu mà mưa tha lúc làn cầm tay phật cầu cư từ nay mà kính lâu ông bà còn bà kính ngay bà chừng lúc cơn bà mưa các cơn ngõi đồng đình soi mà hòn đấy lúc làn bà mưa lần các cơn ngõi đồng đình chúc thì mê đây ai xong tay mê đầy nặng mơ ngọc mê mi ca nắng ao nắng à mê mi thôn nà mu ơ bàn tay đây lê đây bàn đây lê mê mu ti phu an à đây bà mê bàn ti phu ô lúc ơ tàn phu an lan tà rầm đây lục ơn nét nắng tô lý chi lăng hằng tô đây à chào mẹ khen nhá hoàn chúc mẹ thường lộ bình an nhá tiến lạc tiến bàn tiến tiến lễ cao sang tiến bang cao chức mẹ con có nhiều lộc nhiều tài đầu xuân năm mới mùng hai tết tiến lễ cho các chị em cầu lộc đắc lộc cầu tài đất tài đại sao tống sao đại an về nhà mắt mẹ bình yên về nhà thầy mình lại có tiếng quá hay sao mà không biết xuống chắc xuống bây giờ mà là xuống sớm một tí bởi vì hôm nay mùng hai tết các con đường đến đông lắm.
trai mông cái vẹo ấy. Cô là người Tây hay là người Nông người cô? Không biết được nghe. Cô là người Kinh à? Tây nhưng mà cô không nghe, không biết nghe. Yeah.